Rồi tiếp theo là cái lô này là hai cây, một cây sam hương bám đá mặt trước mặt sau. Đây cây nó bám chặt luôn rồi nha, tàn ở đây đó, này mặt sau nè, con này mặt trước nè đó. Rồi một cây sam hương bám đá, một cây 86 gin. Cây này là 86 hay là sông hình gì nữa đây, lá gí sông hình, lá gí sông hình nha mấy anh em, chứ không phải 86. Cây này lá gí sông hình pin luôn, cái tàn thiên nhiên, tàn dù thiên nhiên luôn đó, gốc nó nè nở cũ đó, già già trắng bóc cây luôn nè. Thằng chủ này này đi mua lại, thằng chủ này nó bỏ trong cái chậu mỏng dánh siêu mỏng luôn, si dinh dưỡng luôn. Cái già cũ vậy nè đó, tàn thiên nhiên, cái cũ cũng đẹp lắm đó. Mặt sau nó nè. Rồi một cặp này là 200.000 nha, 200k một cặp nha. Rồi một cây sam hương ôm đá, một cây lá gí sông hình, linh sam lá gí sông hình tàn thiên nhiên, hai cây là 200, một cặp là 200 nha anh em. Rồi đây cái tàn nó đây, tỷ lệ đây, gốc này cũng bự lắm à, già trắng bóc luôn rồi. Rồi kết thúc nha.